bác sĩ Nam. Alo. Đầu tiên cho phép em kính thưa quý thầy, cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý anh chị đồng nghiệp. Em là bác sĩ Lê Minh Nam. Thì hôm nay em xin trình bày về báo cáo kết quả 6 tháng khảo sát nguy cơ tim mạch thẳng cho bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện SS Cần Thơ. Thì cũng như quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp cũng biết là bệnh lý tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Thì trong 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu đó thì có hai nguyên nhân có tỷ lệ cao nhất là bệnh tim, thiếu máu cục bộ và đột quỵ. Và trong năm 2019 thì người ta tính có tới 17,9 triệu người tử vong do bệnh lý tim mạch và chiếm tới 32% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, trong đó có tới 85% là do hội chứng vành cấp và đột quỵ. Vậy ở Việt Nam chúng ta thì như thế nào? Theo một số liệu của WHO thì tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch của Việt Nam là 176 trên 100.000 dân. Và theo phân vùng nguy cơ của WHO thì Việt Nam nằm trong cái nhóm là nguy cơ cao có tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch. Tiếp theo em xin nói một chút về cái vấn đề mối liên hệ giữa tim và thận. Thì tim và thận được nhắc đến lần đầu tiên trong một tài liệu khảo cổ của Ai Cập khoảng năm 1600 đến năm 1240 trước công nguyên. Thì tim và thận là hai cơ quan còn lại sau cùng trong cơ thể trong cái quá trình người ta ướp xác. Thì trong những năm gần đây người ta có những bàn luận hết sức sôi nổi về mối quan hệ giữa tim và thận, và người ta thấy rằng số lượng rất là lớn những bệnh nhân có cùng vấn đề tim và thận, và người ta thấy rằng những bệnh nhân mà có vấn đề tim thận thì cái tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta thấy rằng ở những bệnh nhân suy tim thì sẽ giảm cung lượng tim và làm giảm tưới máu thận, dẫn đến giảm cái mức lạc cầu thận. Còn ở những bệnh nhân mà bị bệnh thận thì họ bị giảm mức lạc cầu thận, cho nên là tan giữ muối, giữ nước và làm quá tải dịch, dẫn đến làm nặng hơn cái vấn đề suy tim của bệnh nhân. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là ở những bệnh nhân bệnh thận mạng, chúng ta cố gắng điều trị làm sao mà cho bệnh nhân giảm cái chuyển tiến đến bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Nhưng mà có một số lượng rất ít bệnh nhân bệnh thận mạng được diễn tiến đến giai đoạn cuối. Vì sao? Vì những bệnh nhân đó họ đã tử vong vì bệnh lý tim mạch trên cái con đường mà tiến đến bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Và khi chúng ta nói đến các yếu tố nguy cơ, chúng ta nói đến bệnh lý tim mạch và máu liên quan, chúng ta phải nói đến một nghiên cứu rất nổi tiếng của thế kỷ 20, đó là nghiên cứu Framingham. Đây là nghiên cứu được thực hiện năm 1948 tại thị trấn Framingham, thành phố Massachusetts của Mỹ. Thì trong nghiên cứu này, lần đầu tiên người ta đưa ra khái niệm về các yếu tố nguy cơ tim mạch. Và ngày hôm nay chúng ta gọi đó là các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống. Thì trong đó bao gồm có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, thừa cân béo phì. Và trong cái giải bệnh lý tim mạch, chúng ta thấy là bắt đầu từ các yếu tố nguy cơ, sau đó hình thành và phát triển các cái mảng xơ vữa động mạch, dẫn đến các bệnh lý động mạch vành, thiếu máu cục bộ cơ tim, mảng xơ vữa đứt gãy, gây ra huyết khối và thuyên tắc, dẫn đến các cái biến cố tim mạch, bao gồm nhồi máu cơ tim. Sau đó là quá trình giảm co bóp, tái cấu trúc, dẫn đến suy tim và cuối cùng là bệnh nhân tử vong. Đó là mối liên hệ giữa yếu tố nguy cơ và bệnh lý tim mạch về cơ chế bệnh sinh. Thế còn các cái bằng chứng lâm sàng thì như thế nào? Đây là một cái nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại thành phố Nam Kinh của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc năm 2017. Thì nghiên cứu này có 11.037 người tham gia. Trong nghiên cứu này, người ta xét cái tỷ lệ về tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, và người ta xem cái ảnh hưởng của các cái yếu tố nguy cơ này đến các cái biến cố tim mạch là nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thì phía bên trái là tỷ lệ nhồi máu cơ tim, còn phía bên phải là tỷ lệ đột quỵ. Thì chúng ta thấy rằng ở cái nhóm mà có 3 yếu tố nguy cơ thì tỷ lệ xảy ra nhồi máu cơ tim cao hơn gấp khoảng 7 lần so với cái nhóm mà chỉ có một yếu tố nguy cơ là đái tháo đường. Tương tự như vậy, tỷ lệ đột quỵ cũng thế, ở cái nhóm mà có nhiều yếu tố nguy cơ hơn thì tỷ lệ đột quỵ cũng tăng gấp khoảng cỡ 7 lần so với cái nhóm chỉ có một yếu tố nguy cơ.
Như vậy, ở những bệnh nhân mà có nhiều yếu tố nguy cơ thì sẽ có những cái biến cố, tỷ lệ xảy ra biến cố tim mạch sẽ nhiều hơn. Như vậy, nếu như chúng ta kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như thế này thì nó có làm giảm được cái dư hậu của bệnh nhân hay không? Thì đây là nghiên cứu Steno 2. Nghiên cứu này được thực hiện ở bệnh nhân đái tháo đường mà có albumin niệu vi thể, gồm 160 bệnh nhân. Người ta chia ngẫu nhiên làm hai nhóm, một nhóm người ta điều trị thông thường và một nhóm người ta điều trị tích cực. Người ta cố gắng kiểm soát cả ba yếu tố nguy cơ, đó là đái tháo đường, người ta kiểm soát HbA1c nhỏ hơn hoặc bằng 6.5%, rối loạn lipid máu thì người ta kiểm soát cholesterol toàn phần nhỏ hơn hoặc bằng 175 mg/dL, triglyceride nhỏ hơn hoặc bằng 150 mg/dL. Về huyết áp, người ta kiểm soát huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương lần lượt nhỏ hơn hoặc bằng 130/80 mm/Hg, thời gian theo dõi trung bình khoảng cỡ 13 năm, thì người ta thấy rằng cái nhóm mà điều trị tích cực giảm một cách có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ tử vong cộng gộp và cả về tỷ lệ biến cố tim mạch cộng gộp một cách có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm điều trị thông thường. Và cái thời gian theo dõi còn dài thì khác biệt này còn có ý nghĩa thống kê. Như vậy, chúng ta kiểm soát tốt đa yếu tố nguy cơ thì sẽ làm giảm các cái biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Và trong cái việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch đó, việc kiểm soát LDL cholesterol là một cái rất quan trọng. Và cái việc kiểm soát này chúng ta phải được khởi đầu và phải được cá thể hóa theo cái nguy cơ tim mạch của bệnh nhân. Thì đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch thấp thì chúng ta sẽ kiểm soát LDL cholesterol là nhỏ hơn 3 mmol/L. Những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch trung bình thì chúng ta sẽ kiểm soát LDL cholesterol là dưới 2.6 mmol/L. Và những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch cao thì kiểm soát LDL cholesterol là dưới 1.8 mmol/L và phải giảm lớn hơn hoặc bằng 50% so với LDL cholesterol ban đầu. Và những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch rất cao, những người mà đã xảy ra các bệnh tim mạch do xơ vữa thì chúng ta phải kiểm soát LDL cholesterol là dưới 1.4 mmol/L và cũng phải giảm lớn hơn hoặc bằng 50% so với LDL cholesterol ban đầu trước khi điều trị. Thì hiện nay để chúng ta phòng ngừa các biến cố tim mạch, để xác định mục tiêu của LDL cholesterol thì tất cả các hiệp hội từ Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Trưởng môn Tim Mạch Học Hoa Kỳ hay là Hội Tim Châu Âu đều khuyến cáo là chúng ta phải đánh giá nguy cơ tim mạch một cách toàn diện, và những ai mà có nguy cơ tim mạch càng cao thì chúng ta phải can thiệp càng tích cực. Như vậy, nhằm hỗ trợ người bệnh nhân và bác sĩ trong cái vấn đề đánh giá sớm nguy cơ tim mạch cũng như kiểm soát và điều trị các yếu tố nguy cơ làm giảm biến cố tim mạch lâu dài, thì Hội Tim Mạch Việt Nam đã xây dựng nên công cụ KEMI. Đây là công cụ KEMI, là viết tắt của từ Cardiovascular, RE là viết tắt của từ Renal và ME là viết tắt của từ Metabolism, nghĩa là tim mạch, thận và chuyển hóa. Thang điểm này được xây dựng cập nhật theo thang điểm Score 2 và Score 2 OB. Thì công cụ KEMI này được sử dụng dưới hai hình thức, một là kiosk và hai là quét mã QR code. Thì công cụ KEMI này giúp cho người bệnh nhân sẽ tăng nhận thức hơn về các yếu tố nguy cơ và biến cố tim mạch, giúp cho người bệnh nhân, khuyến khích người bệnh nhân chủ động hơn trong vấn đề điều trị của mình và thay đổi lối sống. Đối với bác sĩ thì sẽ hỗ trợ cái công cụ đánh giá thuận tiện và điều trị tích cực cho bệnh nhân sớm ngay từ ban đầu và đánh giá toàn diện người bệnh theo cá thể hóa điều trị cho phù hợp hơn. Thì đây là quy trình đánh giá nguy cơ tim mạch thận cho bệnh nhân. Thì những bệnh nhân mà đến khám, nếu mà họ nắm rõ được các cái quá trình bệnh sử của mình thì họ có thể đánh giá nguy cơ tim mạch thận tại kiosk. Còn nếu không, họ sẽ vào khám và được bác sĩ cho chỉ định. Sau khi có kết quả, bệnh nhân sẽ được đánh máy kiosk và đánh giá. Sau đó bệnh nhân sẽ vào gặp bác sĩ, được bác sĩ khám, kiểm tra lại và tư vấn về vấn đề điều trị cũng như là tư vấn về thay đổi lối sống. Thì để đánh giá nguy cơ tim mạch thận bằng công cụ KEMI này, người bệnh nhân phải trả lời bằng 4 nhóm câu hỏi. Thứ nhất là thông tin chung là về giới, tuổi, về các yếu tố nguy cơ tim mạch. Bệnh nhân đã bị các bệnh lý tim mạch do xơ vữa hay chưa, có bị đột quỵ chưa, bị nhồi máu cơ tim hay chưa, vân vân. Và bệnh nhân phải trả lời là có bị biến chứng đái tháo đường, là có mờ mát, có tiểu đạm hay là có lét tê bì bằng chân không. Và cuối cùng là bệnh nhân có bị bệnh thận mãn hay là suy giảm chức năng thận không. Thì
Tại bệnh viện AXS đã sử dụng công cụ KMEI trong đánh giá nguy cơ tim mạch thận, thì có kết quả là đánh giá 6 tháng từ tháng 11/2023 cho đến tháng 4/2024 thì có kết quả như sau. Đầu tiên là về số lượng bệnh nhân đánh giá nguy cơ tim mạch thận, thì mục tiêu ban đầu là khoảng 450 bệnh nhân trên một tháng, thì sau 6 tháng thì có trên 4.000 bệnh nhân được đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch thận. Như vậy trung bình có khoảng 600 bệnh nhân được đánh giá. Về tỷ lệ bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch thì trong những bệnh nhân đánh giá đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ chiếm tỷ lệ cao nhất với 72% và gấp khoảng 3 lần so với những yếu tố nguy cơ tim mạch còn lại. Về phân bố nguy cơ tim mạch thì chúng ta có thể thấy từ tháng 11 cho đến tháng 4 thì tất cả các tháng đều cái số lượng bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cơ và rất cơ là chiếm trên 80%, trong đó nguy cơ tim mạch rất cơ là chiếm trên 60%. Về tỷ lệ số lượng yếu tố nguy cơ thì chúng ta có thể thấy là nhóm bệnh nhân có một yếu tố nguy cơ là chiếm tỷ lệ cao nhất và nhóm bệnh nhân mà không có yếu tố nguy cơ nào thì chỉ chiếm 25%. Đối với nhóm bệnh nhân có một yếu tố nguy cơ thì trong đó tăng huyết áp là chiếm tỷ lệ cao nhất với 75%. Đối với nhóm bệnh nhân có hai yếu tố nguy cơ tim mạch thì chúng ta có thể thấy rằng hút thuốc lá và tăng huyết áp là chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong khi đó chiếm tỷ lệ thứ hai thì có đái tháo đường và tăng huyết áp. Đối với nhóm bệnh nhân có ít nhất 3 yếu tố nguy cơ tim mạch thì nhóm tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu là chiếm đại đa số. Còn về tỷ lệ bệnh tim mạch do xơ vữa thì chúng ta có thể thấy là đột quỵ, cơn thiếu máu não cục bộ thông qua và đau thắt ngực là chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 17%. Trong khi đó nhồi máu cơ tim chiếm 5% và các bệnh lý mạch máu khác chỉ chiếm 3%. Và cuối cùng em xin gửi đến một thông điệp, đó là một bác sĩ tốt là một bác sĩ điều trị bệnh, nhưng một bác sĩ tốt hơn thì điều trị người bệnh, để thể hiện cái vai trò của đánh giá toàn bộ người bệnh, trong đó có vai trò của đánh giá nguy cơ tim mạch thận. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ Lê Minh Nam. Thì như vậy trong phiên thứ hai của chiều nay thì